Xin chào các bạn, Đức rất vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay và chúng ta sẽ nói về một sản phẩm mới của Citizen. Thực sự là khi nghe những thông tin đầu tiên về mẫu đồng hồ này thì mình đã khá là kinh ngạc khi mức giá cho phiên bản dây da lên đến hơn 25 triệu trong khi là phiên bản dây kim loại có giá là gần 30 triệu đồng. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ thì mình nhận định rằng mức giá này của nhà sản xuất đồng hồ Nhật Bản đưa ra hoàn toàn là có lý do của nó và chúng ta sẽ cùng khám phá những chi tiết ngay sau đây. Lý do đầu tiên mà mình bất ngờ trước mức giá của mẫu đồng hồ này đó chính là vì đã quá lâu rồi Citizen không đem đến những dòng sản phẩm máy cơ cao cấp, nhất là với mức giá tương đương với đồng hồ Thụy Sĩ. Ngay cả ông vua đồng hồ cơ Nhật Bản là Seiko thì với phân khúc này cũng sẽ phải là những sản phẩm tương đối đặc biệt hoặc là những phiên bản limited giới hạn. Kết hợp với bộ sưu tập đồng hồ cơ khác của Citizen thời gian gần đây như là C7 hay là Colosseo 64 ở phân khúc trung cấp thì mẫu này có lẽ sẽ hoàn thiện dải sản phẩm cơ học thế hệ mới của hãng. Đây thực sự là một tin vui cho những ai yêu thích đồng hồ truyền thống khi mà chúng ta sẽ có thêm được những lựa chọn phong phú đến từ một thương hiệu uy tín thế giới. Nhưng tất nhiên, dù là thương hiệu hàng đầu đi chăng nữa, khi bước vào phân khúc giá trên 1.000 đô la Mỹ thì sản phẩm cũng cần phải có đẳng cấp tương xứng, vì đây không còn là phân khúc phổ thông, sẽ khó có những nhược điểm cơ bản được chấp nhận. Và khi trên tay sản phẩm này thì Citizen đã không làm mình thất vọng. Đầu tiên là về thiết kế, Citizen đã sử dụng một bố cục dress watch rất là căn bản với bộ kim Dolphin kinh điển ở vị trí trung tâm. Hai kim chính được vát cạnh theo kiểu double face, tạo hiệu ứng ánh sáng rất đẹp ở dưới nắng. Kết hợp với đó là bộ cọc số hình chữ nhật và bộ cọc số này được làm bằng kim loại gắn nổi. Tất cả đều được vát cạnh theo hình thỏi vàng, cực kỳ sang trọng. Bố cục này là mình liên tưởng đến ông vua dress watch là Patek Philippe Calatrava. Điểm nhấn trong thiết kế mặt số của mẫu này sẽ còn được thể hiện ở vị trí cửa sổ open hood ở góc 5 giờ. Nếu so với các mẫu open hood khác của Citizen với vị trí của bộ cân bằng được đặt ở góc 7 giờ thì sự khác biệt này gợi ý rằng là NB402 sẽ được trang bị một caliber đời mới thay vì các bộ máy Miyota phổ thông hiện nay. Chỉ xét riêng về mặt thẩm mỹ thông qua chi tiết này thì chúng ta cũng đã đủ để thấy đây sẽ là một bộ máy cao cấp. Tuy nhiên chi tiết thì mình sẽ nói đến sau. Tiếp theo là bộ vỏ. Sau mặt số thì đây cũng chính là chi tiết để làm nên sự khác biệt của những sản phẩm cao cấp, đắt tiền. Cũng là thép không gì, cũng là cách hoàn thiện đánh bóng hoặc là phay xước thôi. Nhưng nếu bạn đã từng trên tay nhiều sản phẩm ở các phân khúc khác nhau, các bạn sẽ cảm nhận được độ đanh của chất thép. Nó tạo nên một bộ vỏ chắc chắn, cứng cáp. Các bạn sẽ nhận thấy sự sắc nét, tinh tế trong từng đường nét và góc cạnh. Sản phẩm càng đắt tiền thì những yếu tố đó càng đạt được đẳng cấp cao hơn. Mẫu này thì với mức giá khoảng trên 20 triệu đồng đương nhiên chưa phải là đỉnh cao, nhưng nó thật sự là vượt trội so với những lựa chọn khác ở cùng phân khúc. Mà vỏ xuất sắc rồi thì cũng không thể thiếu đi trang bị kính sapphire chống xước. Trang bị này dường như vẫn là thứ xa xỉ trên đồng hồ Nhật phổ thông. Những ai quan tâm hay đã dùng qua thì đã hiểu biết quá rõ. Nhưng mẫu này thì chắc chắn sẽ là kính sapphire. Vỏ rồi, kính rồi thì dây cũng phải tương xứng. Citizen dùng dây da cá sấu cho mẫu này. Dây da cá sấu thật chứ không chỉ là dây da bò dập vân. Da cá sấu thì bền hơn, sang hơn và dĩ nhiên là đắt hơn. Những hãng Thụy Sĩ như Tissot hay Mido thì ở phân khúc giá này cũng chưa có da cá sấu. Nói vậy để hiểu rằng là Citizen đã đem lên mẫu này tất cả những gì là tốt nhất có thể. Và cuối cùng đó chính là bộ máy. Chúng ta có thể chiêm ngưỡng được nó thông qua lớp kính phía sau. Đây gọi là caliber 9040. Theo thông tin mình có được thì mẫu máy này trước đây chỉ sử dụng cho một số dòng sản phẩm cực kỳ cao cấp của Citizen, phân phối riêng cho thị trường Nhật Bản. Và đây là lần đầu tiên nó được trang bị trên một bộ máy của một mẫu được phân phối ra thị trường quốc tế. Caliber này thì sẽ có 24 chân kính, cung cấp tối đa 42 giờ trên cốt và đặc biệt là tần số của nó đạt ở mức là 28.800 nhịp trên giờ. Một con số cực kỳ hiếm ở các bộ máy Nhật Bản thông dụng và nếu các bạn biết thì là những bộ máy thông dụng sẽ chỉ có tần số là 21.600 mà thôi. Với cấu hình này thì 9040 sẽ tương đương với các bộ máy Thụy Sĩ danh tiếng như là ETA 2824. Song song với đó thì Citizen cũng sẽ hoàn thiện bộ máy bằng hoa văn Geneva rất là đẹp. Phải nói rằng đây là cải tiến rất lớn của họ so với chính họ ở trước đây. Khi mà Citizen thường tỏ ra là quá thực dụng khiến các bộ máy cơ của hãng này kém hấp dẫn hơn so với các thương hiệu khác, thậm chí là những thương hiệu nhỏ hơn như là Oren. Mình đánh giá rất là cao sự thay đổi này của Citizen. Mẫu này sẽ có đường kính là 41,3mm, độ dày là 11,9mm, một kích thước trung bình phù hợp với chu vi cổ tay từ 16cm trở lên và sẽ thích hợp cho môi trường công sở, văn phòng. Trên đây là những đánh giá của mình về mẫu đồng hồ cơ cao cấp hoàn toàn mới của Citizen. Các bạn sẽ lựa chọn mẫu này hay là các sản phẩm cao cấp khác của Seiko, Orange Star hay là vẫn sẽ ưu tiên đồng hồ Thụy Sĩ? Hãy chia sẻ ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Và nếu đang cần một địa chỉ uy tín để mua Citizen chính hãng, hãy truy cập trang web chính thức của Citizen tại Việt Nam, đó là citizenwatch.vn và chọn mục tìm cửa hàng, sau đó gõ tên Duyên Watch. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.